Sau khi thuộc vị trí các thế tay trên đàn bầu và ổn định kỹ thuật gảy dây buông, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn các kỹ thuật tay trái. Và trong thời lượng của video, tôi không thể giới thiệu hết được tất cả các kỹ thuật của tay trái mà tôi chỉ giới thiệu những kỹ thuật cơ bản ban đầu. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách nhấn lên và xuống của một số quãng nhấn cơ bản của đàn bầu như quãng 2 trưởng, quãng 3 thứ và quãng 4 đúng. Những quãng nhấn này làm tiền đề cho việc tìm những quãng nhấn còn lại. Và đây cũng là những quãng nhấn tiêu biểu của đàn bầu bắt nguồn từ hệ thống các thang âm được sử dụng trong âm nhạc dân gian và cổ truyền Việt Nam. Các bạn lưu ý phụ thuộc vào cấu tạo của cần đàn cũng như của dây đàn khi nhấn lên từ âm dây buông, ta không thể nhấn quá mạnh mà chỉ nhấn tối đa lên quãng 4, ví dụ như thế này. Đôi khi do yêu cầu của tác phẩm thì ta có thể nhấn lên quãng 5 nhưng mà rất là hiếm sử dụng. Vì nếu các bạn nhấn mạnh quá, dùng cần đàn đẩy mạnh về phía trước thì cần đàn sẽ rất dễ bị gãy và dây đàn có thể sẽ bị đứt. Khi nhấn xuống thì ta sẽ nhấn được những quãng âm rộng hơn từ âm dây buông. Ví dụ ta có thể nhấn được quãng 5 và có thể nhấn được cả đến quãng 10 nữa. Trước tiên tôi sẽ giới thiệu với các bạn kỹ thuật nhấn lên và xuống quãng 2 trưởng. Nhấn lên nghĩa là từ âm dây buông ta kéo cần sang bên trái để làm cho âm thanh cao hơn âm dây buông ban đầu mà ta vừa tìm được. Khi nhấn lên, các bạn dùng các ngón tay kéo cần đàn về phía bên trái và ngón tay cái vẫn để lên trên ngón tay trỏ như động tác cầm cần đàn dây buông lúc ban đầu. Cổ tay thẳng với lại cánh tay gần như là vuông góc và dùng lực của các ngón tay cùng lực của cánh tay để kéo cần đàn sang bên trái đến âm mà ta muốn. Từ 6 bậc trên đàn khi nhấn lên quãng 2 trưởng ta sẽ được những nốt sau. Đồ, rê, son, lá, đồ, rê, mi, pha, thăng, son, lá và đô, rê. Nhấn xuống hay còn gọi là trùng dây xuống, mục đích là để tìm âm thanh thấp hơn âm nhấn ban đầu. Ngược lại với nhấn lên thì nhấn xuống ta dùng lực của các ngón trỏ, giữa và áp út để kéo cần về phía bên phải cùng với lực của cánh tay. Trong khi đó thì ngón tay cái không cần phải giữ ở vị trí ban đầu nữa mà có thể buông ra thoải mái. Từ 6 bậc trên đàn khi nhấn xuống quãng 2 trưởng thì ta sẽ được những nốt sau. Đô, si, dáng, son, pha, đô, si, dáng, mi, rê, son, pha và đô, si, dáng. Các bạn chú ý khi thực hiện kỹ thuật này, lúc nhấn lên và xuống thì que gẩy và cần đàn phải cùng được làm một lúc, nếu không thì âm thanh từ nốt trước đến nốt sau sẽ bị dính. Ví dụ, gẩy dứt khoát sẽ như thế này.
Nếu tay gảy trước, tay nhấn sau hoặc là tay nhấn trước, tay gảy sau thì âm thanh sẽ bị như thế này. Sau khi nhấn đúng những nốt cần tìm, nếu muốn âm thanh dừng lại đó thì ta phải dùng tay phải chặn dây đàn lại để âm thanh tắt hẳn, rồi mới hạ cần đàn về vị trí dây buông ban đầu.